đóng cặp chị em thân thiết trong Về Nhà Đi Con khiến dư luận nhiệt tình nhiều đến cuộc sống đời xoàng của Thu Quỳnh và Bảo Thanh. Tuy nhiên, trái với việc Soàn xuyên cập nhật hình ảnh thân thiết với Bảo Hưng và ngược lại thì Thu Quỳnh Bảo Thanh hầu như không bao giờ tương tác với nhau trên mạng xã hội đã làm rộ lên nhiều nghi hoặc bất hòa. Đặc biệt thế hệ đây, đêm trao giải ấn tượng, diễn viên nữ ấn tượng đã gọi tên Bảo Thanh, không phải Thu Quỳnh càng khiến nghi hoặc thêm sâu sắc. Tuy nhiên, ngay sau lễ trao giải diễn viên Thu Quỳnh đã khẳng định dù rằng có buồn gì trắng tay nhưng cô thấy Bảo Thanh cũng hoàn toàn xứng đáng với chiếc cúp. Đồng thời trên trang cá nhân, nữ diễn viên Mi Sói cũng đăng tải hình ảnh thân thiết cùng Bảo Thanh tại hậu trường, thậm chí Bảo Thanh còn chụp ảnh thông thường cùng gia đình Thu Quỳnh. Hình ảnh Bảo Thanh chụp thông thường với gia đình Thu Quỳnh tại đêm trao giải AQ 2019 được nữ diễn viên 1988 chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh Facebook. Về phía Bảo Thanh, trả lời phỏng vấn sau khi vượt mặt Thu Quỳnh giành giải thưởng diễn viên nữ ấn tượng, nữ diễn viên 1990 cho biết, Thu Quỳnh hữu ích thế khi cả hai phim tham gia đều nằm trong top 5 phim được đề cử. Nhưng thể lệ bình chọn năm nay là 50-50, khán giả và hội đồng chuyên môn. Bảo Thanh cho rằng, sở dĩ cô thắng đàn chị vì ăn may ở lượng vote của khán giả. Mặc dù cả hai nữ diễn viên công khai phủ nhận tin đồn thì chỉ một comment của đạo diễn Khải Anh trên trang cá nhân của Thu Quỳnh, anh thấy em xứng đáng hơn cái Bảo Thanh cũng đủ khiến làn sóng tranh cãi sôi nổi trở lại. Mới đây, trong ngày giỗ tổ nghề ngày 10 tháng 9, Bảo Thanh dù đã rời nhà hát và Thu Quỳnh đều có mặt tại nhà hát tuổi trẻ để làm lễ cúng tổ nghề sân khấu. Lần này, hai chị em cũng có những bức ảnh chụp thông thường thân thiết với nhau một lần nữa phủ nhận lời đồn. Thu Quỳnh và Bảo Thanh đứng cạnh nhau trong ngày giỗ tổ nghề tại nhà hát tuổi trẻ. Chia sẻ về thông tin cạc mặt nhau, Bảo Thanh thẳng thắn cho biết đó chỉ là những tin đồn. Cô và Thu Quỳnh không nhất thiết phải lên mạng xã hội để chứng tỏ mối quan hệ, có những thứ nhìn vậy mà không phải vậy. Còn Thu Quỳnh khẳng định, ba chị em Thu Huệ Anh Thư Ánh Dương ở trong phim ra sao thì Thu Quỳnh Bảo Thanh Bảo Hưng ở ngoài đời cũng như thế, chỉ là không phô trương ra ngoài cho mọi người thấy. Nữ diễn viên 1988 chia sẻ, cô biết rất nhiều khán giả thắc bận rộn việc có ảnh Bảo Hưng chụp riêng với Thu Quỳnh hoặc riêng với Bảo Thanh mà không có ảnh Thu Quỳnh Bảo Thanh. Rõ ràng quay phim với nhau thấy thân nhau lắm mà ngoài đời không thấy tương tác. Nhưng thực tế, cô và Bảo Thanh không kết game thủ Facebook của nhau. Lý giải về điều này, Thu Quỳnh cho hay, việc không có Facebook nhau không phải vì bất đồng hay chán ghét gì mà cả hai đều cho rằng không quan trọng phải biểu lộ tình cảm trên mạng xã hội. Chúng tôi vẫn nhiệt tình nhau xoàng xuyên qua những cuộc điện thoại, qua những lời hỏi han trực tiếp. Thế là đủ. Những hình ảnh đơn nhất hai nữ diễn viên chụp thông thường với nhau.